Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Video này là em xin gửi tới quý vị và các bạn một cái mẫu nhà sàn một gian hai trái liền bếp. Đấy, có mở cả sân nước và cầu thang hai đầu, cầu thang lên phía trái nhà và cầu thang lên bếp. Đây là một ngôi nhà một gian hai trái có kết hợp cả phòng ngủ này, kết hợp bếp này, và cái phần cầu thang này là đổ một cái mái bằng để che phần cầu thang lên, và một cầu thang lên bếp kia nữa. Tổng số nhà này là có khoảng 35 cột và có diện tích nó rộng chừng xấp xỉ 200 m². Đây là một cái mẫu nhà kẻ truyền. Cái phần cầu thang xương cá. Ngôi nhà vẫn đang trên đường hoàn thiện nhé. Đang trong quá trình hoàn thiện. Đấy, cái phần cầu thang lên là cũng có dành một cái chỗ này sau này để xây một cái vệ sinh công cộng nhỏ nhỏ ở đây. Vì thế là tiến hành đổ mái bằng. Tiếp đến phần bên trong nhà này là mở cái vi xây phòng ngủ đây này. Hiện tại đang đã trông thô xong rồi. Đây là cái mẫu nhà kẻ truyền. Bộ khung là kẻ truyền. Về các cái chi tiết họa tiết hoa văn thì đã được gia đình là hoàn thiện rồi. Hiện tại đây là cả gia đình với lại cả thợ anh em là hôm nay là một số anh em nghỉ. Đang tiến hành hoàn thiện phần bếp. Toàn cảnh những cái phần khung nhà đây, phần hoa văn các cái đã được vào sơn rồi. Ở nhà chủ tự hoàn thiện cái phần sơn này nữa, sau để cho nó khô hẳn rồi thì mới sơn vào thì nó mới bền màu. Các họa tiết hoa văn ở câu đầu này, cây câu đầu này, rồi thì cái chuyển lợn, đầu nghé vân vân. Rất là đa dạng về mẫu mã, về hoa văn, nhiều cách hoàn thiện. Tiếp đến đây là cái phần bếp. Đây là cái không gian bếp nhé. Đấy, đang tiến hành là chát một cái hầm gọi là giống như một cái tủ bếp ở bên dưới cái phần bàn thái. Phía bên cạnh này là một cái bầu lò này. Bầu lò hay là cái bếp củi đây. Xây một cái bếp củi rất là rộng. Cái phần bàn thái đã được đổ phần khung xương rồi. Đang trong quá trình hoàn thiện. Và cái phần bếp được đổ bằng trần mái bằng bê tông nhé. Trần mái bằng bê tông. Có diện tích chừng 40 m². Tổng diện tích cái căn bếp là khoảng 40 m². Và tiếp đến nữa là cái phần nối ra khoảng 3 m, tầm 3 m để làm cái khu vực này là cái nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đây là cái nhà tắm đang được cầm cửa và hoàn thiện dang dở. Và bên cạnh là một cái nhà vệ sinh. Để làm cái nhà vệ sinh WC ở đây giống như xây kiểu này là xây kiểu một thò một thụt đấy. Đây là cái phần sân nước này, sân nước ngoài này. Dành cái không gian nơi này để làm rửa ráy này vân vân. Và cầu thang đi xuống rộng 1m2. Làm cầu thang xuống bếp đây nhá, rộng 1m2 nãy ở bên dưới quay các bác cũng nhìn thấy.
Nhà thì lợp tôn, xung quanh này cũng nhà sàn bê tông. Cái phần nhà dưới kia là đang trồng lên thành hai thớt. Để do cái nền nằm dưới thấp mặt đường ấy. Anh em đang tiến hành xây chát và cả nhà chủ phụ vữa. Thì trong cái thời gian này thì cũng công việc nó cũng nhiều quá, anh em thợ làm cũng không đều tay nữa, lúc làm lúc nghỉ. Anh em bận cưới xin thì nghỉ vài hôm thôi. Thế nên là rất là ít thợ hiện tại đang cũng làm từ từ thôi. Để chờ mấy hôm nữa anh em rảnh rảnh mới lại quay về để làm tiếp. Dồn anh em về làm tiếp, hiện tại là cũng đang hoàn thiện cái ở Thanh Hóa với lại cái ở Quảng Ninh. Thì cái chỗ này ở gần nhà thì nào xong một cái chỗ đấy thì trong tháng 7 thì anh em cũng nghỉ làm khung, chưa có ai làm khung thì lại dồn về hoàn thiện. Thì cô chú anh chị và các bác thì có cái nhu cầu xây dựng nhà sàn bê tông các kiểu mẫu nhé, thì alo em có cái số điện thoại em ghim trên màn hình hoặc chat Zalo với em. Đây là cái phần bầu lò mà nãy ta nhìn thấy từ phía trong, phía bên ngoài của nó lồi ra nhá. Phần này là phần đằng sau của ngôi nhà này. Phần phòng thì đổ chân bê tông rồi. Quý cô bác anh chị và các bác thì có nhu cầu thì alo em qua số điện thoại. Xây dựng từ em sẽ làm từ dựng khung, lợp, xây chát ốp lát. Trong các hạng mục đó thì gia đình yêu cầu em cần em làm những cái vấn đề gì, hạng mục nào thì em làm, bên nào hạng mục nào mà gia đình làm được, gia đình có anh em làm chẳng hạn thì lại gia đình lại tự hoàn thiện, ví dụ thế. Come on.